Vâng, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra giữa kỳ 2, môn hóa 10. Đề này tập trung ở chương Halogen. Có tất cả 25 câu trắc nghiệm. Nào, chúng ta bắt đầu. Câu số 1. Cấu hình E lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm Halogen là nhóm 7A. Thì nó sẽ có 7 E ngoài cùng. À, các em chọn nó bán B nhé. 1B. Câu số 2 các em chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen. Thì các em biết rằng các halogen á, là có 7 e ngồi cùng, nên nó dễ thu thêm một e để trở thành 8 e ngồi cùng, là có hình bát tử, là có hình khí hiếm, là bền, đúng này Câu B, các nguyên tố nhóm halogen đều có các số xóa là trừ 1, cộng 1, cộng 3, cộng 5, cộng 7 là đúng nha. Đó. À. Câu C halogen là những phi kim điển hình cũng là đúng luôn. Tại vì nó có 7 yên e ngoài cùng nên nó là những cái phi kim điển hình. Câu D liên kết giữa các phân tử X2 không bền dễ bị tách thành hai nguyên tử halogen là sai. Tại vì các em biết rằng độ âm điện của à, của halogen là lớn hơn à, rất là lớn tại vì nó nằm ở cuối chu kỳ. Vì thế mà trong một chu kỳ từ trái sang phải thì độ âm điện sẽ tăng lên. Vì thế mà nó dễ thu thêm e. Vì thế mà bị à, khó bị tách ra khỏi à, phân tử để trở thành nguyên tử nha. Câu 3. Nhận xét nào đúng khi so sánh tính phi kim của các nguyên tố halogen? Các em biết rằng trong một nhóm 7 từ trên xuống dưới thì tính phi kim giảm dần. Vì thế mà lo là tính phi kim mạnh nhất trong một nhóm từ trên xuống dưới là lo, clo, brom và iốt trong nhóm 7 như thế này từ trên xuống dưới thì tính phi kim à, tính phi kim giảm dần tính phi kim giảm dần nên phở lo là có tính phi kim mạnh nhất chúng ta đối chiếu và đáp án phở lo lớn hơn cờ lo cờ lo lớn hơn bờ rơm và bờ, bờ rơm lớn hơn iốt cho c 3 c câu 4. trong nhóm halogen tính xó tăng thì các em biết rằng á là trong một nhóm nhóm từ trên xuống dưới thì flo là phi kim mạnh nhất nên á, là tính oxy hóa là mạnh nhất vậy là tính oxy hóa sẽ tăng từ iốt đến brom sau đó đến clo và cuối cùng là flo ha tính oxy hóa tăng từ iốt đến flo cho à, chọn đáp án d nhé 4 d câu 5. Phản ứng hóa học không đúng. Khi kim đổi sắc tác dụng với phi kim cờ lo thì cho ra sắc hóa trị 3. Tại vì cờ lo là chất oxy hóa mạnh. Vì thế mà khi mà sắc phản ứng với cờ lo thì phải cho ra sắc hóa trị cao nhất. Là FECL3 mới đúng. Nên câu này sai. Các em chọn câu A luôn. 5A. Trường hợp còn lại là đúng ha. Câu 6. Hóa chất có thể dùng để điều chế khí cờ lo trong phòng thí nghiệm là Người ta sẽ lấy chất oxy hóa là MnO2 hoặc là KMnO4 Đem phản ứng với chất khử là HCl để thu được khí cờ lo Thì các em nhìn vào câu A rõ ràng KMnO4 là chất oxy hóa tác dụng với chất khử là HCl Theo phản ứng sau KMnO4 là kali permanganat Thuốc tím đó các em Sau đó cộng cho chất khử là HCl sinh ra KCl cộng MnCl2 KCl cộng MnCl2 cộng cho Cl2 và cộng cho nước. Đây là phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Đã. thì cái bài này hệ số cân bằng rất là dễ, thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở phần bài tập để các em nhớ cho nhanh, chúng ta không cần cân bằng electron cái phản ứng này đâu. Chúng ta chỉ cần nhớ số 16 ở HCl là sẽ cân bằng được bài này rất là nhanh ha. Vậy là chọn câu A luôn, 6A. Có 7 người ta cho phương trình phản ứng của KMn4 cộng với HCl cho ra KCl cộng MnCl2 cộng Cl2 cộng nước người ta kêu tổng hệ số của phương trình trên thì đây thì các em nhìn vào đây á, là các em nhớ thầy ở HCl là có 16 HCl 16 HCl và 5 Cl2 à, chúng ta nhớ chúng ta sẽ cho mà nhanh hơn chứ còn các em cân bằng phản ứng oxy hóa khử cũng được thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ đi 16 ở đây nhé. 16 ở đây thì rõ ràng là 16H thì dẫn đến là phải là 8 nước 8H2O 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 thì dẫn đến 8 oxy 8 oxy ở đây có 4 oxy rồi bắt buộc chỗ này phải là 2 km 4 lúc này lòi ra 2 kali kèm 2 kcl 2 mangan lúc này sẽ là 2 mcl 2 lúc này hệ số 5 kem hiển nhiên điện này nhớ nha 16 hcl là 5 clo 2 không thì các em chỉ cần nhớ là 16 HCl cũng được tại 16 HCl bắt buộc phải 8 nước mà 8 nước thì hiển nhiên là sẽ là 8 oxy sẽ là 2 dẫn đến 2K và 2MN điền 2 vào đây thì chắc chắn đếm được cái cờ là 5 à, để tóm lại là chúng ta chỉ cần nhớ hệ số 16 ở HCl là các em sẽ cân bằng được hệ ứng này nhanh ha à, chứ không có ngồi đó mà cân bằng và không có thăng bằng ở trong thì sẽ mất thời gian của các em đó vậy chúng ta đếm lại này 16 cộng 2 này là 18 18 với 2 20 22 27 và 35. Vậy tổng hệ số cân bằng là 35, Các em chọn câu A. À, 7A. Câu số 8. Người ta đốt 7,2 g Mg trong khí cờ lo. Khối lượng sản phẩm magie là chất khử, là kim loại là chất khử, phản ứng với chất oxy hóa là cờ lo 2. Thì thu được muối magie CL2. Các em công bằng phương trình, phản này bằng rồi chứng tỏ rằng số mol muối thu được cũng bằng số mol của magie luôn chúng ta tính số mol Mg ra lấy 7,2 à, 7,2 là là khối lượng của magie chia cho M lớn magie là 24 7,2 chia cho M lớn là 24 của magie là bằng 0,3 mol từ đó chúng ta sẽ suy ra được vì và hệ số là 11 nên số mol cái này cũng bằng 0,3 mol các em tính khối lượng thì các em nhân cho thêm cho M lớn của magie là 24 cộng cho Cl2 là 71 vì ừ, 35,5 nhân 2 nữa là 71, vậy là cái em lấy 0,3 nhân cho cái đó à, nhân cho 24 cộng 71 là bằng 95. Nhân 95 thì bằng 28,5 g bằng 28,5 g. Cho B, 8B. Câu 9. Cho 21,75 mangan dioxit tác dụng với axit clohydric dư đun nóng dư để cho để cho cái này nó hết thì chúng ta tính theo chất hết tính thể tích khí thoát ra thì đầu tiên các em phải nhớ được cái phương trình phản ứng này mno2 cộng với à, hcl thì cho ra luôn luôn là chắc chắn là mncl2 rồi chắc chắn là cộng nước rồi cộng thêm sẽ không khử ở đây đó là clo2 chúng ta cân bằng thì chúng ta nhớ hệ số 4 ở cho hcl là được ha bốn ở đây bốn ở đây thì dẫn đến bốn hydro thì sẽ là hai nước hai nước là hai oxy ở đây đủ thì là một mangan gan thôi một ban gan thôi một cái lo thôi đủ rồi vẫn này đủ rồi nha các em từ đây các em sẽ tính số mol của mangan dioxit ra chúng ta lấy m nhỏ chia m lớn m nhỏ là 21,75 21.75 75, 21, 75 chia cho m lớn m lớn của mangan oxit là mangan là 55 cộng cho o2 là 32 bằng 0,25 mol thì sinh ra khí cũng là 0,25 mol tại vì tỷ lệ số mol tỷ lệ hệ số cân bằng là 1:1 à, 0,25 mol các em lấy 0,25 nhân cho 22,4 thì ra được thể tích của khí hydro thoát ra là 5,6 lít nhớ nha thể tích bằng số mol nhân cho 22,4 câu B 9B tiếp tục câu số 10 cho 2,24 lít khí lo được kiện tiêu chuẩn tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 0,5 mol trên lít sau khi mà phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch X hãy tính hãy tính cái nồng độ mol của NaOH trong dung dịch thì khả năng ở đây các em nhìn vào phản ứng giữa lo và NaOH ấy, thì theo tỷ lệ là bao nhiêu 1:1 tại vì cái NaOH mà cộng với lo 2 ấy, thì thu được là NaCl cộng với NaClO không nước đây là phải ứng tạo thành nước cho ven này một hai chứ rồi chúng ta sẽ tìm chất nào dư thì bài toán này xác định nồng độ mol trên lít của nào hát thì chắc chắn nào hát dư rồi thì tính theo chất hết thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tính số mol của này ra số mol của này thì bằng v chia cho 224 là bằng 0 môn. mol vậy là số mol của lo là 0 một ban đầu là 0 1 ban đầu này Số mol của NaOH là lấy nồng độ mol nhân thể tích, nồng độ mol là 0,5 nhân thể tích là 0,5 các em đổi về lít là 0,5 lít nha. 0,5 nhân nhân 0,5 là bằng 0,25. 0,25 và 0.1, các em lấy 0.1 chia 1, chi 1. 0,25 chia 2 thì rõ ràng á là 1 chia 1 nhỏ hơn nên cỡ lo sẽ hết NaOH dư vậy tính thì chắc hết này phản ứng như sau phản ứng ở đây là 0,1 là hết thì ông này sẽ là 0,2 2 À, 0,02 đó ràng á, là ban đầu của ông NaOH là 0,25 mà phải ứng hết 0,2 rồi thì nó còn dư là 0,05 cái máy này trừ này ha trừ ra thì ra được cái dư này dư NaOH là 0,05 mol có được số mol NaOH dư sau phản ứng rồi từ đây chúng ta sẽ tìm được nồng độ mol của NaOH sau phản ứng nồng độ mol thì bằng số mol chia thể tích số mol NaOH dư là 0,05 Chia thể tích cả của cả dung dịch này á chính là thể tích của cái dung dịch nào hát luôn là 500 là 0,5 lít luôn vậy là bằng 0,1 m lớn mol trên lít ha trong khu c 10 c tiếp tục công 11 một giấy gồm các chất đều phản ứng với hcl hcl là axit nha axit axit không có oxy hợp chất của của clo không có oxy này thì các em nhìn axit thì phản ứng được với à, thứ nhất là 3 giờ là được này tác dụng với kim loại và phong khí hero đúng này nhưng mà không tác dụng với muối này tại vì sao tại vì khi mà trao đổi thì cho na a cộng hno 3 không có hiện tượng gì sao phản ứng thì thế không xảy ra có a loại tí nhiên là 3 giờ không tan cũng được luôn 3 giờ cộng với axit cho ra muối đồng chloru cộng nước đồng đứng sau hero không phải ứng với axit các em lưu ý đồng bạc đứng sau hero nha khi nào ba cần may áo giáp sắt nên sang phố hỏi hỏi là Hiro sau đó là sau đó là cửa hàng apo đó là những kim loại không phản ứng với axit bỏ câu này đi câu c là canxi oxit là oxit 3 giờ hiển nhiên phản ứng với axit cho ra muối canxi clorua cộng h2o đúng đây là oxit 3 giờ cộng với hcl cho ra alcl 3 cộng nước đúng axit thì không thể nào phản ứng với axit được chắc chắn là câu d thôi ha trưởng tạo cái chủng muối này thì sinh ra cái gì các em cho ra CaCl2 cộng với H2O cộng CO2 tại vì H2CO3 là một axit không bền Thường được CO2 về là có hiện tượng sao phản ứng vậy câu D này có hiện tượng sao phản ứng còn cái câu A này không có hiện tượng nha vậy là 11 D câu 12 phản ứng hóa học nào không đúng canxi hiển nhiên là kim loại phản ứng với axit và phóng khí hiro đúng đồng không phản ứng với axit nhá mới vừa nói xong không thể làm sinh ra khí được vậy là câu B Mình 12B luôn đồng bạc không phản ứng với axit em lưu ý nha câu 13 Cái phản ứng nào chứng tỏ HCl là có tính khử à, có tính khử HCl là chất khử thì các em phải biết ngay cái phản ứng điều chế khí clo lo trong phòng thí nghiệm của mangan dioxit cộng với HCl thì rõ ràng HCl là là chất khử tại vì clo lo ở đây trừ 1 nha. hiro cộng 1 clo lo trừ 1 ở đây cờ lo 2 sinh ra là 0. Số oxy hóa từ trừ 1 lên 0 là chất khử nha. Số oxy hóa tăng thì là chất khử. À, chất khử. Các em chọn câu A luôn. Nó có tính khử luôn. 13A. Câu 14. Để phân biệt hai dung dịch HCl và HNO3 thì có thể dùng thuốc thử nào? Thì rõ ràng để chúng ta nhận biết hai cái gốc axit đó, góc clo trừ thì chúng ta đã học ở bài rồi. Để chẳng biết được góc CL trừ thì chúng ta dùng bẹt nitrat. Tại vì nó cho ra kết tủ AGCL kết tủ màu trắng cộng HNO3. Vậy là có hiện tượng sao phản ứng. Còn nếu mà AGNO3 tác dụng HNO3 thì như là không có hiện tượng gì cả. Tại vì vẫn là cho ra AGNO3 cộng HNO3 thôi. Không có hiện tượng gì coi như phản ứng này không xảy ra. Vậy là các em chọn đáp án là C. Dùng bẹt nitrat để nhận biết được HCL. Hiện tượng ở đây là kết tủ màu trắng của AGCL. Nha. Chọn câu C. 14C có 15 cho 18,6 gam hỗn hợp hai kim loại à, kẽm và sắt phản ứng với HCl dư sau phản ứng thì thu được 6,72 lít khí hydro tính phần trăm khối lượng kẽm trong hỗn hợp để tìm được phần trăm khối lượng kẽm trong hỗn hợp các em phải tính được khối lượng của hai kim loại này ra kẽm và khối lượng của sắt sau khi tính khối lượng kẽm, các em lấy khối lượng kẽm chia khối lượng hỗn hợp nhân 100 thì sẽ ra được phần trăm khối lượng của kẽm. Vậy là để tính được khối lượng thì chúng ta phải biết phương trình phản ứng của hai này ra. Phương trình phản ứng của kẽm tác dụng với HCl thì cho ra kẽm Cl2 cộng với H2. Tương tự cho sắt cộng HCl. Nhớ là sắt cộng với clo 2 thì cho ra sắt khó trị 3 nhưng mà sắt tác dụng với axit thì chỉ cho ra sắt khó trị 2 thôi. Cho không khí. Cân bằng ở đây là 2 và 2 chúng ta dựa vào cái điều kiện phản ứng cho gam hỗn hợp và thể tích khí vậy cho thầy gọi ít là số mol kẽm thì dẫn đến ít là số mol hydro thoát ra y mol y mol sắt tham gia phản ứng thì sẽ có y mol hydro thoát ra từ hai cái điều kiện này chúng ta lập hai cái phương trình hai ẩn số để giải phương trình đầu tiên là tổng khối lượng của hai ông này khối lượng thì lấy m lớn nhân số mol 65 nhân x là 65 x. cộng cho khối lượng sắt là 56 y thì bằng 118,6 gam Phương trình thứ hai là tổng số mol hydro sinh ra là x cộng y đúng bằng số mol thoát ra là 6,72. Vậy số mol là x cộng y bằng 6,72 chia cho 22,4 là được 0,3 đúng không em? 6,72 chia cho 22,4 bằng 0. 6,72 chia cho 22,4 bằng 0,3 mol. Đấy, Đó là chúng ta đã có được cái hệ phương trình hai ẩn số tìm được x và y. chúng ta nhập máy tính mod 5 vào hệ phương trình hai ẩn số 1 kem nhập hệ số vào 6556 18,6 Phương trình thứ hai là 11003. Là vậy là x là 0.2 chính là x 0.2 chính là số môn của kẽm luôn, chúng ta giải x thôi bằng 0,2 là số mol của kẽm từ đó các em sẽ tìm, tìm được khối lượng của kẽm là nhân cho 65 0,2 nhân 65 thì bằng 13 g à, khối lượng kẽm là 13 g khối lượng của Zn bằng 13 g từ đây các em sẽ suy ra được phần 100 khối lượng của kẽm thì lấy 13 chia cho m lớn là 28 18,6 nhân 100 phần trăm lấy 13 chia cho 18,6 bằng nhân cho 100 bằng 69,8%. 69,8 gần 70% các em chọn đáp án D nha. Đây là câu 15D. 15D. Câu 16. Hỗn tan 19,6 g hỗn hợp 3 kim loại magie, sắt và kẽm vào axit HCl thấy thoát ra 8,96 lít hero tính khối lượng à, tính khối lượng muối tạo thành bài này rõ ràng là tính khối lượng muối là muối của ba kim loại này à, vì thế mà có ba có ba ẩn số Hay ba có ba giá trị nhưng mà ở đây đề bài chỉ có hai giá trị thôi chắc chắn các em phải nghĩ tới một cái hướng giải viết nhanh bài này thì bài này rõ ràng các em nhìn vào á là ba kim loại này á, khi phản ứng với axit đều cho ra muối hóa trị hai vì thế mà thầy sẽ làm nhanh tự nhiên làm thầy viết phương trình phản ứng ra mg á, Cộng HCL thì cho ra MGCL2 đúng không? Cộng H2. Thì số này là 2. Tiếp tục sắt Cộng với HCL. Thì cũng cho ra sắc CL2. Cộng H2. Chỗ này 2. ZN cộng HCL. Thì cho ra ZNCL2 cộng H2. Chỗ này cũng 2. Rõ ràng nếu mà các em gọi XYZ á. Rồi ra XYZ ở đây Thì thì sẽ có ba ẩn số mà chúng ta chúng ta chỉ có hai giá trị thôi thì cũng không thể nào lập ba ba ẩn số được Vì thế các em phải để ý vào hệ số này rõ ràng từ cái phương trình này á thì các em thấy số mol của cái axit này gấp đôi số mol hiro không số mol axit gấp đôi số mol hero, đây là hai cái này một này vì thế chúng ta viết cái dạng tổng quát là m kim loại này cộng hcl thì cho ra mcl2 cộng h2 rõ ràng số mol axit này á, gấp đôi số mol hero các em tính số mol hiro ra lấy 8.96 này này các em chia cho 22,4 ha. Thì được 0,4 mol. À, 0,4 mol. Thì số mol axit ở đây sẽ là 0,8 mol. Có được số mol hiro thì các em tính được khối lượng hiro. Có được số mol axit thì các em tính được khối lượng axit. Từ đây dùng bảo toàn khối lượng sẽ tìm được ha. Vậy là khối lượng của kim loại là 16,9 này cộng cho khối lượng axit là lấy 0,8 nhân cho, cho 36,5. H là 1, Gọi lo là 35,5 nha. Vậy là 0,8 nhân 36,5 thì bằng 29,2 29,2 bằng bảo toàn khối lượng nha tổng khối lượng chất tham gia bằng tổng khối lượng sản phẩm khối lượng muối chúng ta cần tính là ghi m cộng khối lượng hydro là 0,4 nhân cho m lớn của hydro là 2 là 0,8 gram 0,8 từ đó kem rút m ra m là tổng hai này từ 0,8 Vậy là 29,2 cộng cho 16,9 cộng 16,9 sau đó trừ đi 0,8 Thì sẽ ra đáp án là 45,3 gram 45,3 gram Chọn câu B nha 16B Câu 17 Thành phần hóa học của nước da ven gồm Nước da ven là Sản phẩm có phản ứng lo Cộng NaOH Cho ra NaCl Cộng NaClO Cộng nước Các em chọn D nha 17D Đó là sản phẩm của nước Javen. Nước da ven gồm hỗn hợp này tính oxy hóa có khả năng tẩy màu tại vì nó là bột giặt mà nó có khả năng tẩy màu là do có gốc CLO mà các em biết rằng gốc CLO á là là cái gốc này có số số là trừ nha thì hiển nhiên oxy là luôn, luôn là trừ hai trong một hợp chất rồi thì do trừ hai thì hydro là bao nhiêu ở đây hydro sẽ là cộng một tại vì trừ hai mà cộng một thì ra được trừ một thì nó ra được số số trừ một ở đây ha đây là clo đây là cộng 1 nha chứ không phải là trừ 1 đâu nha các em. À, số số clo này cộng 1 vì do lo cộng 1 này này nó có tính oxy hóa và nó có khả năng tẩy màu. Các em chọn đáp án là B nha, 17B. 18B chứ, 18B. À, 18B. Tiếp tục câu 19. Cái dung dịch nào không được đựng trong bình bình thủy tinh? em biết rằng thủy tinh là silic dioxide, à, silic dioxide. so với à, hf này, hf tính là axit của nó yếu hơn so với hcl và nhỏ hơn h brom và nhỏ hơn hiot. À, thì trong tất cả những axit này, tuy là hi là axit mạnh nhất, hf là axit yếu nhất, nhưng mà hf là không đựng được trong bình thủy tinh vì xảy ra phản ứng của silic dioxit là thủy tinh. còn với hf thì cho ra khí C, cf C4 silic tetrafluor silic tetrafluor cộng với H2O vì thế mà à, cái thủy tinh này sẽ bị tan dần ra do phản ứng này dẫn đến không thể nào dùng cái thủy tinh để đựng được cái HF này chưa nè vậy là các em chọn đáp án là C nha 20 C câu 21 à, chọn phép biểu sai về các đơn chất halogen ở điều kiện thường cái đơn chất halogen ở điều kiện thường phổi lo là nó tồn tại dạng phân tử đúng là chất khí à, màu lục nhạt đúng này cờ lo cũng là chất khí màu vàng lục iốt là chất lỏng là sai rồi iốt là phải là chất rắn à, màu đen tím là chất rắn iốt là chất riêng rắn còn bờ rơ mà chất lỏng nha chất lỏng màu nâu đỏ đúng rồi vậy là các em chọn đáp án d 21 d câu 22 người ta nói phản ứng viết sai thì các em để ý cái phản ứng của phi kim mà tác dụng với muối của phi muối của phi kim á của muối của halogen á thì các em lưu ý về phản ứng này những cái những cái muối á và những cái khí này á là những cái halogen này phản ứng á thì chắc chắn cái halogen nó phải có tính oxy hóa mạnh hơn halogen trong muối thì rõ ràng cái phản ứng này xảy ra là do clo nó có tính oxy hóa mạnh hơn brom nha lo đến gì lo mạnh nhất đến clo đến brom cuối cùng là iốt cờ lo có tính ô hóa mạnh hơn cái bờ rơm này nên cờ lo sẽ đẩy bờ rơm ra khỏi muối Đấy, được cờ lo và Iod thì cờ lo mạnh hơn Iod. đúng luôn cũng đẩy ra được Iod ra khỏi muối đúng bờ rơm mạnh hơn Iod thì đẩy ra được nhưng mà Iod không đẩy được bờ rơm tại vì bờ rơm có tính oxi hóa mạnh hơn Iod nha vậy là câu d 22 d câu hai rock rót dung dịch chứa 1 gam iốt hi vào dung dịch 1 gam nao h sau đó nhúng giấy vị tím vào dung dịch thì thu được hiện tượng gì thì rõ ràng đây là axit và ba giờ phải ứng với nhau cho ra muối và nước thì nếu mà nhúng vào á, mà không đổi màu á, thì phản ứng này tỷ lệ một một này tỷ lệ cái này vừa đủ còn nếu mà axit dư á nếu axit dư thì bị tím hóa đỏ còn nếu mà ba giờ dư á thì dung dịch sẽ ứng thành bị tím hóa xanh thì các em dựa vào phương trình phản ứng HI này cộng NaOH thì cho ra muối NaIO cộng với H2O chúng ta tính số mol này nhanh thôi bài này nhanh thôi 1 chia HI này, 1 chia cho Hydro là 1. Y là 127 thì là 128. Còn đây là NaOH -UH là khối lượng số mol nó là 1 chia cho 40. Rõ ràng cái 1/40 nó lớn hơn 1/1 1, 128 thì chắc chắn là NaOH sẽ dư. Tại vì dựa vào phương trình phản ứng thì các em thấy rằng tỉ lệ số mol là 1:1. Trong khi á số mol ban đầu của NaOH lớn hơn số mol ban đầu của HI. Vậy là NaOH sẽ dư sau phản ứng. Mà NaOH dư sau phản ứng thì chắc chắn là dung dịch sẽ làm vị tím hóa xanh. À, chọn câu C, 23 C, 24 thuốc thử của thuốc thử mà dùng để phân biệt iốt đó thường là hồ tinh bột nha các em, à, hồ tinh bột, hồ tinh bột sẽ chuyển thành màu xanh à, nếu mà chúng ta dùng thuốc thử iốt câu 25, à, câu 24 chọn hồ tinh bột câu C nha, câu 25 cho 450 ml dung dịch bạc nitrat 0,2 mol trên lít và 400 ml dung dịch nano NaCl 0,2 mol lớn. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tụ thu thành là bao nhiêu? Thì rõ ràng các em biết phương trình phản ứng này ra. Thì AgNO3 là bạc nitrat cộng với NaCl cho ra kết tụ trắng đó là bạc clorua cộng với NaNO3. Phản ứng tỷ lệ 1:1 hết. Các em tính số mol bạc nitrat ở đây ban đầu ra coi thì ai dư nhé à, 0, à, 0 2 nhân 0 45 thì bằng 0 09 à, 0 4 nhân 0 2 0 4 nhân 0 2 là bằng bao nhiêu 0 4 x 0 08 đúng không 0 4 nhân 0 2 là 0 08 thì rõ ràng là ban đầu là như thế này nhưng mà do tỷ lệ 1 1 chắc chắn là cái bạc đi rách dư thì tính thì chất hết thì nó sẽ xảy ra phản ứng như sau này 0 08 để cho nó hết đi thì ở này 0 08 thì dẫn đến bạc thu được sẽ là 0,08 nha đây là thu được 0,08 mol bạc clo còn hiển nhiên bạc nitrat sẽ dư 0,01 rồi vậy đó chúng ta tính này thì kem lấy cái này nhân cho bạc là 108 ha à, cộng 35,5 à, lấy số mol nhân ở lớn này 008 nhân cho 108 là của bạc cộng clo là 35,5 kết quả là bằng 11,48 g kem chọn của b nhé đó là thầy đã hướng dẫn xong cho các em giải đề kiểm tra giữa kỳ đây là nội dung chủ yếu tập trung ở chương halogen đây là một trong những cái bài học khá quan trọng giúp cho các em à, nắm được kiến thức của chương này cảm ơn các em đã theo dõi video chào các em